Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Trong kết cục của tuyệt thế đường môn, sự mạnh mẽ của đường môn thật sự đáng chú ý, xứng đáng trở thành tông môn đứng đầu đấu la đại lục. Sức mạnh của đường môn thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, đường môn có nhiều thành viên với năng lực xuất chúng. Bối bối trong sử thi khắc thất quái đã đạt tới cấp 99, cấp cực hạn đấu la cường công mạnh nhất, suốt đời cống hiến để khôi phục lại đường môn. Là một thành viên của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, bối bối không chỉ có tài năng vượt trội mà còn có khả năng lãnh đạo xuất sắc, cùng với đường nhà đã đóng góp lớn vào sự phục hưng và phát triển của đường môn. Hoa Thái Đầu và Tiêu Tiêu, những người sở hữu song sinh vũ hồn, cuối cùng đã trở thành siêu cấp đấu la cấp 96. Họ có thân thế tương xứng, đều xuất thân từ hoàng tộc và có sức mạnh hàng đầu đấu la đại lục, sống một cuộc sống hạnh phúc ở bên nhau. Giang Nam Nam trở thành phong hào đấu la cấp 95 hệ mẫn công với tốc độ nhanh nhất trên đại lục lúc bấy giờ. Từ Tâm Thạch trở thành siêu cấp đấu la cấp 96 hệ phòng ngự. Sau khi đấu linh đế quốc bị tiêu diệt, anh đã quay lại và đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nơi này cùng với sự đồng hành của vợ là Giang Nam Nam. Sự mạnh mẽ của đường môn không chỉ nằm ở sức mạnh cá nhân của các thành viên mà còn ở những đột phá và sáng tạo trong lĩnh vực hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hào đã có những trải nghiệm quan trọng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc và những đóng góp của anh tại Học viện Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thu hút nhiều nhân tài gia nhập đường môn. Ví dụ Nana xem Vũ Hào là ân nhân cứu mạng và dẫn dắt một nhóm người tài năng tham gia đường môn, bổ sung nguồn thành viên mới. Việc chiêu mộ được Hiên Tử Vân là một thành tựu lớn, ông chính là một hồn đạo sư xuất sắc. Đa quyền kinh Vũ Hào tập trung vào vũ hồn và chịu trách nhiệm cho kế hoạch cực hạn đan binh của Vũ Hào, góp phần lớn vào sự phát triển hồn đạo khí của đường môn. Dưới ảnh hưởng của Vũ Hào, đường môn đã kết hợp ám khí và hồn đạo khí, tạo ra những vũ khí mạnh mẽ mới. Sự sáng tạo này đã giúp đường môn bắt kịp xu hướng thời đại và thích ứng với sự phát triển của đấu la đại lục, từ đó nâng cao sức mạnh đáng kể. Ngoài ra, ám khí của đường môn vẫn có tầm ảnh hưởng không thể bỏ qua. Mặc dù thời đại đã thay đổi và hồn đạo khí trở nên phổ biến, thế nhưng ám khí đường môn với lịch sử huy hoàng và tác dụng độc đáo vẫn giúp đường môn giành được uy tín và vị thế. Mối liên kết chặt chẽ giữa đường môn và xử lý các học viện cũng là một yếu tố quan trọng. Dù đường môn đã trải qua thời kỳ suy tàn, xử lý các học viện không hề bỏ rơi họ. Mục Lao, các chủ của Hải Thần Các tại xử lý các học viện, luôn quan tâm đến đường môn. Ông đã truyền dạy tư tưởng của đường môn cho bối bối từ khi anh còn nhỏ. Và trước khi qua đời, ông đã chọn thế hệ thất quái xử lý các mới cho đường môn. Những thất quái này có ảnh hưởng sâu rộng trên đấu la đại lục. Và sự gia nhập của họ đã đặt nền móng vững chắc cho sự phục hưng và nổi lên của đường môn. Hơn nữa, trong quá trình phát triển lâu dài, đường môn đã tích lũy được nhiều tài sản quý giá. Dù đã trải qua thời kỳ suy tàn, thế nhưng lịch sử truyền thống, kỹ năng độc đáo và các bí kíp của đường môn đều là những tài sản vô giá. Những tài sản này đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình đường môn phục hồi và phát triển, giúp họ nhanh chóng khôi phục sức mạnh và ngày càng lớn mạnh. Trong các cuộc cạnh tranh với những thế lực khác, đường môn đã thể hiện được sức mạnh và tầm ảnh hưởng to lớn. Khi mà đối mặt với các thử thách và khủng hoảng, họ đã dựa vào sức mạnh và tinh thần đoàn kết để vượt qua, củng cố thêm vị thế của mình trên đấu la đại lục. Tóm lại, trong kết cục của tuyệt thế đường môn đã trở thành một tông môn mạnh mẽ có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Họ đã đạt được điều này nhờ việc không ngừng thu hút nhân tài, đạt được những đột phá trong lĩnh vực hồn đạo khí, kết hợp với lợi thế của ám khí, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của xử lý các học viện và những tài sản quý giá tích lũy qua thời gian. Tất cả những yếu tố này đã giúp đường môn vững vàng ở vị trí tông môn số 1 trên đấu la đại lục. Sức mạnh của họ không chỉ thể hiện ở khả năng cá nhân của các thành viên, mà còn ở những thành tựu trong công nghệ hồn đạo khí, chế tạo ám khí và nền tảng tông môn. Và là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.